Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một căn nhà diện tích 33m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, 4 phòng ngủ, đường ngõ trước nhà 2m, cách với đại đường ô tô đi lại 100m. Với cái căn nhà này thì ở đây đã có 5 căn thì đã bán hết 4 căn, chỉ còn 1 căn thôi mọi người ạ. Căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế rất là hợp lý. Và căn nhà này thì thuộc phường Phú Lãm, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Từ vị trí căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 21 nó khoảng tầm 500m. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Trước khi vào khám phá thì ở đây là cái phần toàn bộ. Ở đây có dự án mấy căn thì căn nhà này nó không phải là căn trong cùng. Tuy nhiên ngõ trước nhà này thì là ngõ, không phải ngõ thông mọi người nhá. Mặt tiền của ngôi nhà thiết kế khá là hợp lý với mặt tiền gần 4m. Và ở đây thì cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, mời theo em và cụ thể đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở được ngay. Phần hoàn thiện ở đây là phần tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Giá bán ngôi nhà này hiện tại chủ đang chào là 2 tỷ 500 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với căn nhà này quý vị có thể vay được tầm 1,5 tỷ tiền ngân hàng, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cái tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Đó, đây là phần không gian phòng khách. Đây nó có một chiếc cửa sổ nữa ở bên này. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, hàng xóm thì gần gũi thân thiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh, vuông vắn, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Gần với lại trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, gần với lại chợ Xóm, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với ngã ba Ba La, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, hoặc quý vị nào đi làm ở khu vực Thanh Oai, hoặc quý vị đi theo cái trục đường Ba La mà đi lên tới Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì nó rơi vào bán kính khoảng tầm 8 đến 10 km cũng khá là hợp lý. Đây là cái phần phòng khách, còn đây là phần phòng bếp. Với cái căn nhà cả đất giá 2,5 tỷ này nằm trong phân khúc giá rẻ, cho nên là cái phần hoàn thiện của nó cũng tương ứng với cái phân khúc giá mọi người nhá. Đấy, tủ bếp hoàn thiện xong hết rồi, với gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này có thể dọn đồ về và ở. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với ngôi nhà 33m2, thiết kế 4 phòng ngủ rất là hợp lý. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính ở đây thì là có một cái vách ngăn CNC hợp lý, đẹp, trẻ, màu sắc tinh tế. Với cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế ở đây là gỗ, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite tự nhiên. Sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với ngôi nhà thiết kế 4 phòng ngủ thì tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, hai phòng ngủ rất là thoáng. Đây, phòng ngủ đầu tiên phía bên trong của ngôi nhà. Đó, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía mặt sau. Tất cả các cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần phòng ngủ thứ hai hướng ra phía mặt ngõ. Căn phòng ngủ này thì có diện tích rộng hơn so với căn phòng ngủ phía bên trong. Thiết kế 4 phòng ngủ. Với quý vị nào mà thích nhiều phòng ngủ thì cái căn nhà mà chia tầng 2 phòng khá là hợp lý. Còn nếu như quý vị nào mà thích tầm 2-3 phòng ngủ thì thiết kế có những căn nhà chỉ một tầng một phòng thôi. Đấy. Đây, cửa thông phòng của tất cả các phòng ngủ cũng như phòng vệ sinh thiết kế một loại. Nó là cửa nhôm hệ Việt Pháp, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ rất là rộng. Đây là phần phòng vệ sinh. Đây, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm nóng lạnh. Đầy đủ hết cho quý vị. Giá bán 2,5 tỷ đồng. Hợp lý đúng không ạ? Sau đây mời mọi em lên phía tầng 3 nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2. Đó, như vậy với căn nhà này 4 phòng ngủ riêng biệt. 4 phòng ngủ, phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng.
cửa riêng, cửa thông phòng riêng. Đó. Đây. Thực ra những cái phòng nhỏ bên trong này thì quý vị có thể thiết kế riêng cho con cái ở, khá là hợp lý. Các bạn có thể được những cái phòng riêng, có không gian riêng tư. Còn phòng rộng ở bên ngoài thì bố mẹ ở. Đây. Đó, phòng vệ sinh. Quan trọng nhất nó là vị trí. Tiếp theo, sổ sách giấy tờ pháp lý chuẩn chỉnh đầy đủ thì lúc nào nhà tốt cũng khẳng định với quý vị là 100% giá bán đưa ra là giá bán của chủ đầu tư. Tiếp theo, giấy tờ sổ sách pháp lý hoàn toàn đầy đủ sang tên được ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị nào có nhu cầu. Và mời theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế một phòng thờ riêng. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây. Cũng khá là rộng. Phần còn lại, đây là phần sân phơi. Phòng thờ này là cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, ánh sáng tự nhiên. Đây là phần sân phơi. Sân phơi rất là rộng mọi người nhé. Ở đây thì những cái nhà mua rồi đều đã về ở hết cho quý vị rồi. Đấy. Dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Đây là cái phần để máy giặt này. Đó, giá bán 2 tỷ 500 triệu cho một ngôi nhà 33m, xây 4 tầng cả nhà và đất. Đây là giá bán cả nhà cả đất quý vị nhé. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.